Thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ làm một phụ nữ thiệt mạng vào sáng nay ngày 27 tháng 8. Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 27 tháng 8, bà Nguyễn Lê My Sa, 37 tuổi, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 43C1-81403, lưu thông trên tuyến đường DT608, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn phát ra từ một đống rác đang cháy ven đường. Vụ nổ khiến bà Sa tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Điện Bàn đã cử tổ công tác kịp thời đến hiện trường cùng lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.